Đức Thánh Cha nhắc lại rằng tình yêu Chúa Cha mạnh hơn mọi quyền thế gian. Viết lời tựa cho cuốn sách Trước hết thuộc về Chúa của Austin Ivray, nội dung về lợi ích của các bài tập linh thao theo Thánh Y Nhã, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng tình yêu Chúa Cha mạnh mẽ hơn mọi quyền lực thế gian. Mở đầu, Đức Thánh Cha nhận xét rằng nhờ kinh nghiệm cá nhân, Thánh Y Nhã nhận ra mỗi Kitô hữu đều phải chiến đấu để vượt qua cám dỗ khép kín chính mình, để tình yêu Chúa Cha có thể ở trong mỗi người và từ đó nhận ra cuộc sống thực sự là một ân ban từ Chúa. Ngài nói, qua cái chết và sự phục sinh, Chúa Giêsu đã chiến thắng cuộc chiến này. Bằng cách này, Chúa Cha đã mặc khải cho chúng ta một lần và mãi mãi rằng tình yêu của Người mạnh mẽ hơn bất kỳ quyền lực nào của thế gian. Tuy nhiên, theo Đức Thánh Cha, có được chiến thắng này và biến nó thành hiện thực vẫn còn là một thách đố, bởi vì con người tiếp tục bị cám dỗ khép mình lại trước ơn sủng đó, sống theo đường lối thế gian trong ảo tưởng có toàn quyền và làm được mọi sự. Mọi cuộc khủng hoảng hiện nay đều có nguồn gốc từ việc từ chối, thuộc về Thiên Chúa và thuộc về nhau. Đức Thánh Cha chỉ ra, trong cuộc chiến này, giáo hội giúp các tín hữu bằng nhiều cách, các truyền thống và các giáo huấn, các thực hành cầu nguyện và xưng tội, các cử hành thánh thể thường xuyên và các kênh ân sủng mở ra để chúng ta đón nhận ân ban Chúa tuôn đổ trên mỗi người. Và trong các truyền thống của giáo hội có các bài tập linh thao của Thánh Y Nhã. Đức Thánh Cha giải thích về truyền thống này, một khóa linh thao khác với một kỳ nghỉ dưỡng, vì linh thao không tập trung vào chính mình, nhưng là Chúa, mục tử nhân lành. Linh thao là thời gian Đấng tạo hóa nói trực tiếp với thụ tạo của Người. Tình yêu và phục vụ là hai trục của linh thao. Trong thời gian này, Chúa Giêsu đến gặp gỡ chúng ta, phá vỡ xiềng xích để chúng ta có thể bước đi với Người như các môn đệ, như trong trường hợp Chúa chữa người bị bại liệt ở hồ Bethesda. Trong phần giới thiệu, Đức Thánh Cha cũng đề cập đến tựa đề của cuốn sách và nhấn mạnh đến việc trước hết thuộc về Thiên Chúa và sau đó là công trình sáng tạo. Và anh chị em, đặc biệt những người đang kêu đến chúng ta, Ngài nói, tôi muốn nhắc đến hai cuộc khủng hoảng lớn trong thời đại chúng ta, phá hoại ngôi nhà chung và tình trạng di cư hàng loạt. Cả hai đều là triệu chứng của các khủng hoảng không thuộc về. Vì thế, tôi muốn giáo hội tái khám phá hồng ân truyền thống hiệp hành để mở lòng ra cho Thánh Thần, Đấng nói trong dân Chúa, toàn thể giáo hội trỗi dậy và bước đi, ca ngợi Thiên Chúa và góp phần cho việc ngự đến của Vương quốc Người.